Chào anh chị nha, lại là em đây, Thanh An đây. Giờ này cũng không biết làm gì, giờ buồn quá đi ra ngoài vườn chơi luôn mấy anh ơi. Cũng không biết làm gì giờ, nó dịch nó ở kêu ở trong nhà không, đâu dám lú đầu đi đâu đâu. Giờ ở trong nhà trộn phân luôn, làm luôn, ra rễ luôn. Mấy cái này giờ này em đang ra rễ, em đang ra chậu nè, hổm dài bỏ liều ra rễ quá trời luôn. Cũng cả 2 tháng rồi, giờ cũng không có cái gì hết trơn, chỉ còn có sơ dừa với chấu không à. Ra đại luôn chứ sao, giờ mới mốt mà thay chậu lại. Tạm thời bây giờ thì không có đi đâu mua phân được thì thôi làm luôn. Thấy nó ra rễ không? Quá trời luôn, cái này ra rễ em để lâu lắm rồi đó. Hổm dài em tại vì không có đi mua phân được rồi, thấy ở đằng nhà anh hai còn có mấy bao sơ dừa với chấu rồi làm luôn. Vác lại đằng đây rồi vô đại luôn để cho nó sống, chứ để trong chậu hoài, trong nhỏ hoài nó không có đủ sức. Thôi thấy vậy làm luôn. Rồi không có gì chân anh chị ơi, chỉ có sơ dừa với chấu thôi. Ra đại luôn, thấy nó sống nó èo ụt không? Bữa ra rễ quá trời luôn. Nhớ con mấy cái này nữa thấy không? Mấy cái này nó cao rồi mà tốt rồi nè, mà em còn chưa ra chậu được. Nay rảnh quá rồi, thôi ra luôn. Hàng này là em cho nó được cũng cỡ 2 tháng mấy rồi đó. Từ bữa mà vô dịch tới nay nó bị chặn mấy chốt dịch tới nay, đâu có đi đâu được đâu mà mua phân sơ dừa đâu mà vô được. Có nhiêu thì vô nhiêu luôn. Còn được có mấy cây hà, em ghim nó chết hoài à. Còn ghim mà 100 cây là nó chết hết phân nửa rồi đó. Chỉ có mấy anh mà làm chung với em á, là mấy ảnh là ghim hay lắm, ghim mát tay lắm, ghim nhiều sống nhiều, còn em ghim là chết hả? Cái hiện trường của em là bài thôi, dữ lắm. Giờ đi lấy phân nè. Đó, phân chỉ có gì đâu. Sơ dừa nè, chấu nè. Giờ có gì xài nấy, có đi đâu được mua đâu mà có. Bởi hành ra là có gì chơi luôn. Ra chậu luôn. Ôi ôi, đụng mấy cái này á, lâu quá không làm á, ngứa tay. Cởi làm cho đỡ buồn. Chứ giờ này dịch đâu có đi đâu được đâu. Mấy anh giờ này, mấy anh ở nhà chắc cũng lễ tỷ như có nhận cây được, chắc cũng làm vườn cũng đỡ lắm rồi đó. Nhưng mà tại giờ bên em không có gửi hàng đi được, rồi hành ra giờ không biết làm gì giờ. Phải có cây trồng cũng đỡ buồn ha mấy anh. Bây giờ mà phải có cây trồng là đỡ buồn lắm. Em giờ em cũng không có cây nào hết trơn. Ở trên nhà em, cái này là ở trên nhà em nè. Bởi vì ở trên đây thì đâu có cây nhiều đâu, có mấy cây giống của mấy anh hôm trước ở mấy anh ghim á, còn nhiêu là nằm ở vườn dưới hết trơn rồi, cây cối nằm toàn bộ vườn dưới hết trơn luôn. Nó bây giờ là trộn phân, trộn lên trời ơi. Ok, cô bả kêu bả trộn, lấy ba cái cây bả trộn vô. Vậy này lấy 2 cái cây trộn mới chịu nổi, chứ cái tay của em trộn cái là sóc sóc xào xào lên lận hơi gãy hết, gãy móng hết. Nó xào xào sóc sóc lên cho nó đều. Làm như tưởng như gành lắm nha, chứ em lụng dụng lắm. Mấy cái này em làm tệ lắm. Em đi tối ngày vậy đó. Giờ này là chỉ có dịch là ở nhà mới rảnh thôi, là em mới trộn phân này kia nọ, em mới ra chậu thôi. Chứ bình thường cái này là của mấy chị, mấy anh làm hết trơn rồi. Buồn quá không biết làm gì, giờ ở trong nhà cũng như không. Trời ơi, xài 2 cái cây thấy không? Trộn 2 cái cây. Bởi vậy bên nhà em đó, anh thấy anh chị thấy cái hiện trường em làm không? Là cây nó chết nhiều lắm luôn. Cũng có một số chết ha, cũng có một số sống nữa, nhưng mà sống thì được có một mớ thôi, còn một mớ nó chết. Bởi vì ghim giống á cũng là một phần là cũng hên xui nữa, với lại cái cách cái kỹ thuật của mình chăm á. Nhầm khi em mới vô làm á, nhầm em làm cái nó bị sai cái nó chết, nó như vậy nó cũng chết nữa ha. Nhầm cây nó không có rễ, nhầm cây nó có rễ thấy mướt ruột à. Nói như cây này có rễ nữa không, cây này sống nè. Ồ, rễ quá trời rễ luôn, cây đó sống đó. Mà sống được số ít thôi. Tại vì em ghim á, nhầm khi lúc ban đầu em mới vô làm kiển này, em chưa có gành hung, cái kỹ thuật em chưa có. Còn sau này thì cái kỹ thuật em có rồi thì nó đỡ một chút. Nhưng mà chưa gì hết trơn là vô dịch rồi. Đó, bây giờ là em cho mấy anh chị coi là cái này là tới vô cái trong máy vàng của em nè. Vô trong máy vàng mà của em là chứa cây. Đó, em vô được hôm qua nay là em vô được có một vàng này nè. Chết hết một đống rồi đó. Thấy không, thấy để mấy cái ly không, chết quá trời luôn. Cũng chết nữa nhưng mà cũng sống, cũng đỡ đỡ. Nói em để được vàng trên đây. Đó, vàng này là vàng Pháp nè, Đài Loan nè, Mỹ Hồng nè. Được mấy cây thông dụng á. Em sống được mấy cây cũng mừng. Rồi, làm cho hết ngày. Chứ bây giờ cũng không biết làm gì hết trơn. Anh chị nào có đặt hàng thì qua Zalo bên em là 0928 405794 nha anh chị nha. Anh chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nói chung là hết dịch là anh chị mình gặp nhau, em sẽ giao hàng lại bình thường ngay 25 tây nha. Tại vì 25 tây là bên em nó sẽ hết dịch, sẽ dỡ cái trạm dịch đó.
Thành ra chắc có thể là 25 tay là em làm việc lại. Rồi em sẽ liên hệ lại những cái anh chị nào mà có mua hàng bên em đó nha. Em cảm ơn anh chị nhiều nha.